khiết nhất. Xin chào mọi xin người. Tất cả pháp hồn đạo tràng cùng niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đêm nay trong ánh hoa đăng hào quang rạng chiếu, chúng sanh vui mừng Thế Tôn xuất hiện cõi trần, hân hoan đến mấy tầng không nhạc trời, hoa đàm rộn nở nụ cười, trần gian chào đón một người siêu nhân. Những bước chân thảnh thơi an lạc của chư tôn thiền đức, những hình bóng đại diện cho đấng đại từ đại bi trong ngày thiên khánh đản của người đang dần bước đến bên bờ kênh Như Lộc để thắp sáng những đóa hoa sen tinh khiết dâng lên cúng dường đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Bảy bước sen vàng tỏa ngát hương, xót đời đoạn lạc giữa hồ xương, ta bà thị thiền soi chân lý, thú cảnh hoàng khai mở diệu phương, phàm thánh đồng xứng ngôi pháp chủ, nhân thiên ngưỡng vọng đấng y vương, ba ngàn thế giới tình thương hiền, ánh giác bừng lên vạn nẻo đường. Chúng con nhớ lại năm xưa khi đản sinh đã có bảy đóa sen nâng đỡ bước chân người, thì hôm nay nhân mùa Phật đản kỷ niệm 2643 năm ngày Đức Thế Tôn xuất trần, thì chúng con cũng tái hiện hình ảnh ấy bằng bảy đóa sen thiêng trên dòng kênh Như Lộc. Giờ này xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, toàn thể chư vị khách quý và các Phật tử lần lượt rời bước về nơi dọc kênh Nhiêu Lộc để cùng thắp sáng những đóa hoa sen, thắp sáng đóa sen thứ nhất, đóa sen thứ hai, cho đến đóa sen thứ bảy viên mãn với tấm lòng quý kính đức từ phụ Thích Tôn. Ây da, đang đợi quý thầy mọi người thả lời hồng hoa đăng tấn sức thế ra đời, mang đạo màu tươi sáng gieo mầm mới nơi nơi. Một lần nữa cầm những ngọn nến trên tay, đang dần bước về những đóa hoa sen cao quý, những đóa hoa sen tinh khiết thanh cao trong ngày đại lễ Phật đản hôm nay, làm cho lòng của chúng con đang dâng trào niềm cảm xúc hướng về đấng từ phụ Thích Tôn bằng cả nỗi niềm thành kính của những người con Phật, những người con đang tầm cầu giáo lý giác ngộ chân như, hướng đến bến bờ an vui giải thoát. Mong rằng tiếp họ hoa đăng sẽ thắp lên, xóa tan đi những màn đêm vô minh tâm tối, xóa tan đi những hận thù hân hoan giữa chốn cuộc đời quấy trượt này. Và giờ phút này để cho Phật di chuyển của toàn thể đạo tràng được trang nghiêm, xin các Phật tử chúng ta hãy nhanh chân hơn nhưng vẫn giữ chánh niệm, bước hàng hai thật đều thật nhanh về phía dòng kênh Nhiêu Lộc để hướng mắt về bảy đóa hoa sen, để chúng ta cùng thắp sáng những đóa hoa sen này bằng chưa mở đèn bảy đóa hoa sen nữa. Đây trên dòng sông kênh Nhiêu Lộc. Phút này xin tất cả quý chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể chư vị khách quý pháp hội đạo tràng cùng hướng về đóa hoa sen thứ nhất để chuẩn bị thắp sáng lên đóa sen thiêng đầu tiên trong đêm Phật đản hôm nay. Ở bên nào trước ta? Chờ đợi lễ hội thả hoa đăng và thắp hoa đăng. Ủa mà thả hoa đăng bên nào? Và đóa hoa sen thứ nhất chuẩn bị được thắp sáng, xin toàn thể pháp hộ đạo tràng cùng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần.
lần để thắp sáng đóa sen thiêng đầu tiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Và vào giờ phút này, hoa sen đầu tiên đã được thắp lên với ngọn lửa đại từ. 643 năm, vào một đêm trăng sáng tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ. Có bắn hoa bông trên hoàng hậu Nga trong giấc ngủ bỗng nghe thấy một con voi trắng sói nhà trôi vào bên phải. Tỉnh giấc, hoàng hậu kể lại câu chuyện cho vua Tịnh Vạn nghe. Đức vua hoàng hậu cùng quần thần rất vui mừng vì biết đó là một yên lành khó gặp. Rồi sau đó hoàng hậu thọ thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên hành trình ấy, đến vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu và đoàn tùy tùng nhân dân nhiệt mắt ngắm tán những cây vô ương đang nở hoa tuyệt đẹp. Hoàng hậu hạ sinh hoàng tử từ hôn bên phải, trong khi đang với tay chạm vào cành hoa vô ương ngàn năm trổ hoa một lần. Không như những hài nhi bình thường khác, thái tử sau khi ra đời, ngài liền đi bảy bước, mỗi bước đi có một đóa sen nở nâng gót chân ngài. Dừng chân trên hoa sen thứ bảy, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói rằng, trên trời, dưới đất, con người là cao quý hơn cả. Chính rồng cung nước tắm cho ngài, chư thiên rải hoa chúc tụng ngợi ca trong niềm hân hoan ngập tràn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn triệu người Phật tử khắp nơi trên thế giới đã đi vào nghệ thuật của nhân loại và trở thành biểu tượng tuyệt đẹp về sự cao quý tột bậc.
mà mỗi tư tưởng, lời nói và hành động của Đức Phật đều vì lợi ích của số đông, vì sự an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phật đản sinh được tái hiện trong bộ không khí trang nghiêm thanh tịnh của hương trầm thơm ngát và ánh sáng lung linh trên dòng kênh Nhân Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện những đóa hoa sen lòng của những người con Phật thành kính dâng lên cúng dường Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong lễ kỷ niệm đản sanh của ngài. Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Phú Nhuận tiếp tục tổ chức thắp sáng bảy hoa sen trên dòng kênh Nhân Lộc, thành phố Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ niềm hân hoan của tăng ni Phật tử Phật giáo quận Phú Nhuận cũng như toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019. Bảy hoa sen giữa dòng nước tượng trưng cho tâm thuận khiết thanh tịnh của Đức Phật giữa dòng đời, tình khiết như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của trời người. Mấy cái bắn lên hết luôn.